Khẩu trang có kính đa năng, sản phẩm chống bụi và vi khuẩn gấp 10 lần thông thường, bảo vệ đường hô hấp của bạn khi sống hoặc du lịch ở những nơi có độ ô nhiễm không khí và khói bụi cao. Khẩu trang được thiết kế với tấm lọc 5 lớp kháng khuẩn được làm từ than hoạt tính, có khả năng thành lọc bụi bẩn lên đến 99,9%. Mặt khẩu trang được trang bị thêm hai van thở, giúp người dùng thoải mái, không bị ngột ngạt khó thở, hoàn toàn phù hợp cho những người thường xuyên vận động thể thao. Khẩu trang ôm sát mặt, dây đai mềm mại, thoải mái, ổ lưng được cố định bằng gai dính, thành phần chắc chắn khi đeo. Lớp vải lưới thoáng khí giúp thoát mồ hôi, tránh nguy cơ bị mọc mụn khi đeo khẩu trang trong thời gian dài, đặc biệt là với các chị em. Kính chắn nhựa trong suốt bảo vệ mắt được gắn trên khẩu trang, có thể thao lắc dễ dàng, giúp mắt tránh khỏi các tình trạng do tác động của bụi bẩn, tia UV, khói thuốc, khí thải xe gây ra. Hiện tại shop đang bán giá ưu đãi cho khách hàng trải nghiệm sản phẩm, số lượng có hạn, nhanh tay đặt hàng hôm nay để nhận ưu đãi, càng mua càng giảm. Nhận hàng kiểm tra rồi mới thanh toán.